Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Housey Review Bất Động Sản và tôi là Quang Trung. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ đi trải nghiệm khám phá một cái dự án mà thực ra nó cũng mới tạo sóng gần đây. Dạo này báo chí và các thứ nói rất là nhiều, nào là 10 năm đóng đắp chiếu xong mới tái khởi động này, hoặc là tại sao lại có sóng ở phía Tây Hà Nội như vậy. Thì clip này thì tôi làm để mục đích là cho những cái nhà đầu tư hoặc là những cái khách hàng mua cái dự án đấy để ở. Chúng ta xem để chúng ta ra được quyết định cho nó phù hợp và chính xác. Thì đấy là dự án Kim Trung Di Trạch. Và trước khi mà đến trực tiếp dự án xem tiến độ với lại gặp một số bạn sale để xem là giá cả với thị trường với về phần nhất là phần pháp lý nào, thì chúng ta sẽ đi qua về vị trí nhé. Đây, thì chúng ta sẽ mở bản đồ Google Maps lên. Rồi, đây là trung tâm thành phố Hà Nội này. Và khu đô thị Kim Trung Di Trạch của chúng ta sẽ nằm ở phía Tây Hà Nội và nó là trung tâm của huyện Hoài Đức. Đây, chúng ta sẽ di chuyển từ trung tâm qua đường Thân Thủy Cầu Giấy này, qua đường Hồ Tùng Mậu này, đến đường Cầu Diễn này, qua Nhổn, Đại học Công nghiệp, trung tâm huấn luyện thể thao, và đó, đây là vị trí của đô thị Kim Trung Di Trạch. Với vị trí Kim Trung Di Trạch này thì hiện tại nó sẽ được có một số cái tiềm năng trong tương lai khá thuận lợi về mặt giao thông. Quan trọng nhất là cái đường vành đai 3.5. Như quý vị mọi người đã biết thì đường vành đai 3.5 là đường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về quy hoạch. Nó sẽ nối từ cái phía bắc sông Hồng xuống phía nam sông Hồng, từ phía cầu Thượng Cát đi qua cái dọc xuống phía nam, đi qua đường những cái đường như kiểu Đại lộ Thăng Long hay là những cái khu như Lê Trọng Tấn, Hà Đông đó. Thì quay lại trở lại với cái khu đô thị của chúng ta thì nó sẽ rất là gần cái đường vành đai 3.5 đấy. Còn hiện tại thì nó đang nằm trên mặt đường Kim Trung Di Trạch và ngay sát với đường quốc lộ 32 để kéo lên khu vực Sơn Tây. Rồi đi xuống về phía gần trung tâm thì nó sẽ kết nối được với cái đường 70. Đường 70 này nó sẽ giúp Kim Trung Di Trạch sẽ nối được với bên phía đường Đại lộ Thăng Long để lên những cái tỉnh Tây Bắc đó. Về mặt về giao thông thì tôi đánh giá cao về cái phần đường vành đai 3.5 đi qua dự án này, nhưng mà chắc sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa khi có quy hoạch chính thức cái đoạn này. Đấy là những thông tin sơ bộ về mặt vị trí. Bây giờ thì tôi sẽ cùng mọi người đến trực tiếp dự án để chúng ta sẽ xem về cái cảnh quan hay là giá bán, quan trọng nhất là pháp lý, để mọi người, nhất là anh chị đầu tư ý, nắm được để trước khi mà chúng ta xuống tiền chúng ta sẽ yên tâm về mặt pháp lý, xem là nó có an toàn hay không để chúng ta đưa ra cái lựa chọn của mình. Rồi, xin mời mọi người đi cùng tôi nhé. Đây mọi người, chúng ta đã đến dự án ở đây. Đây là cổng vào dự án. Ôi dồi ôi, cổng vào nó vẫn đang xây dựng kìa. Nó chưa có biển hiệu gì cả, chắc mới san chát lại. Rồi chúng ta vào. Wow, có vẻ là rất nhiều sàn bất động sản ở đây. Vừa vào thì chào mừng chúng ta với khoảng tập chục cái sàn bất động sản quý vị nhá. Đây này, bất động sản Việt Tra Xi Mách này, Lát Xôm này, bất động sản đô thị cực kỳ nhiều. May quá, thực ra tôi cũng có sàn bất động sản nên là họ không bị choáng ngợp bởi mấy cái cảnh này. Nhưng mà quý vị mà lần đầu đến đây đầu tư thì chắc là e rè đấy. Tại vì kiểu sợ bị thông tin nó bị đa chiều quá, không chính xác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào đi. Mới vào thì tôi thấy về phần đằng trước này thì chưa có gì cả, toàn là đất trống không à. Chưa có một cái nào để xây, cũng có cát sỏi rồi nhưng mà có vẻ là chưa được nhộn nhịp theo kỳ vọng của tôi lắm. Đây, tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy một khu đang xây này. Đây là khu liền kề rồi. Đấy, một cái máy xúc thôi, lát đác vài công nhân. Chúng ta thấy một cái khu liền kề ở đây. Mọi người đã thấy không? Thực ra là tiến độ xây dựng nó vẫn hơi chậm so với cái cảm nhận của tôi và kỳ vọng của tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp một bạn sale đi, để bạn ấy cho mình thông tin nó đầy đủ hơn và chi tiết hơn, xem là nó có hấp dẫn không, hoặc là nó có quá nhiều rủi ro để chúng ta quyết định đầu tư hay không nhé. Xin chào quý vị, xin giới thiệu mọi người, đây là em Tiến. Dạ vâng, chào anh Trung. Tiến là chuyên viên kinh doanh của dự án Kim Trung Di Trạch. Và hôm nay thì anh sẽ nhờ Tiến chia sẻ cho anh một số thông tin mà anh và quý vị khán giả của Housey quan tâm tại dự án Kim Trung Di Trạch. Dạ vâng. Thì đầu tiên cái câu hỏi lớn nhất ấy, trước khi tới đây thì anh cũng muốn đặt, tại vì dạo này anh thấy một số bài báo họ biết là dự án này đắp chiếu 15 thì dạ vâng. Em có thể chia sẻ cho anh cái lý do tại sao nó đắp chiếu 15 và bây giờ nó bắt đầu xây dựng các thứ nhộn nhịp này không? Lý do cái dự án bên em ấy phải tạm dừng một thời gian ấy là thứ nhất là cái do năm 2008, 2009, 2010 thì khi Hà Tây sáp nhập về với Hà Nội ấy, đó thì ở cái thời điểm đấy thì phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có điều chỉnh một quy hoạch một số đường vành đai, cũng như là điều chỉnh lại cái quy hoạch của cái huyện Hoài Đức này đó.
Thì ở cái thời điểm đấy thì vì cái lý do đấy nên là dự án bên ở cái thời điểm đấy nó tạm thời phải dừng lại để cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh cái quy hoạch của Hoài Đức cũng như là điều chỉnh một số đường vành đai. Điển hình như là cái đường vành đai đi cắt qua dự án bên em là đường vành đai 3.5 đó. Thì sau khi thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch cũng như là điều chỉnh quy hoạch về cái phối cảnh của Hoài Đức xong, sau đó là điều chỉnh quy hoạch ở đường vành đai 3.5 xong, thì ở cái thời điểm đó thì năm 2018 thì bên em, chủ đầu tư bên em có điều chỉnh quy hoạch lại, và có ở cái thời điểm 2009-2010 thì dự án bên em có 138 hectare thôi, nhưng mà sau khi điều chỉnh quy hoạch cũng như là xin ý kiến và chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì đã được phê duyệt và cấp phép thêm 8 hectare nữa, hơn 8 hectare nữa, thì tổng số diện tích dự án bên em đầu tiên là 138 hectare, sau đó là được nâng lên là 146 hectare là ok. Thì đến phần tiếp theo thì anh muốn tiến sâu cho anh những cái khu vực chức năng cũng như là cái mô hình mà dự án đang xây dựng, ví dụ là shop house liền kề hay nào đấy. Mô hình ở đây thì em cũng diễn tả qua cho anh và các quý vị các bạn hiểu thêm. Thì trên 146 hectare thì phía chủ đầu tư bên em sẽ xây dựng 2.900 căn thấp tầng, đó là biệt thự shop house và liền kề, cùng với đó là 12 tòa chung cư cao tầng. Có cả chung cư á? Vâng, 12 là chung cư cao tầng. Hình như trước đây quy hoạch của nó chỉ có liệt kề thôi đúng không? Không, ngày trước đây có chung cư rồi. Đợt trước theo quy hoạch, theo thiết kế đợt trước ấy, năm 2008-2009 ấy, thì ở thời điểm đấy thì chung cư có bao quanh hồ. Cái hồ điểm nhấn nổi lên dự án em là hồ chỉ được triển khai trên diện tích là 6 hectare. Nhưng mà sau khi điều chỉnh quy hoạch xong thì dự án bên em thì đã chuyển 12 tòa chung cư đấy sẽ bám dọc trục đường vành đai 3.5. Thì về cái thiết kế xây dựng ấy thì ở dự án bên em nó đang nổi bật hơn tất cả so với những dự án xung quanh. Nó là gì? Thứ nhất ấy là dự án thiết kế bên em là được xây dựng và thiết kế theo thiết kế là thiết kế mới. Xây dựng 5 tầng. Thiết kế 5 tầng có thang máy. Đó. Cũng như là bởi vì như anh Trung và tất cả quý vị các bạn biết, nếu mà ở thường thường ở những khu đô thị khác ấy thì chủ đầu tư sẽ xây dựng và thiết kế theo một concept tổng thể. Đấy, mọi người xem cắt đoạn tiếng một chút, mọi người xem xe tải xe công chạy mầm ra lại xây dựng ngay ghê nhỉ. Ok. Thì ở đây là gì, tiếp theo câu chuyện vừa nãy ạ, là để tránh cái tình trạng cho khách hàng vào trong một khu đô thị mà có rất là nhiều những cái vị trí thấp tầng xây dựng cùng với cái cùng một cái gọi là cái thiết kế thì nhìn nó sẽ rất bị nhàng mắt. Thì ở đây bên em là gì, ở đây bên em thì chủ đầu tư sẽ xây dựng và thiết kế mỗi phân khu có một cái điểm nhấn khác nhau. Ví dụ như các quý vị các bạn có thể thấy khu vực này là khu vực đầu tiên chủ đầu tư bên em sẽ mà bán. Khu vực này thì chủ đầu tư bên em sẽ xây dựng và thiết kế theo thiết kế của nước Anh đó. Và ý tưởng ở đây là chủ đầu tư muốn là biến tấu mỗi một phân khu thì nó sẽ có một đặc điểm và một cái nét riêng của nó. Đó. Thế nên là về cái thiết kế ở đây thì em thấy là cũng khá là nổi bật. Đó. Ở đây có biệt thự thấp tầng không? Dạ có anh. Biệt thự ở đây thì diện tích bên em nó dao động được khoảng tầm từ 200 đến hơn 300 mét một chút. Còn liền kề shop house là khoảng 100 đúng không? Liền kề shop house thì dao động từ 90 đến 100 mét. Ok, cảm ơn Tiến. Dạ vâng, chào cảm ơn anh. Cảm ơn Tiến đã có một số thông tin rất là quan trọng để cho anh tham khảo. Và bây giờ thì anh sẽ dẫn quý vị các bạn đi dạo thêm một vòng nữa. Thì dạ vâng, em xin phép ạ. Dạ vâng. Thế nhá, có công việc gì liên hệ sau nhá. Dạ vâng, vâng. Okay. Anh có cần thì tư vấn gì anh cứ bảo em. Ok em. Ok, thì tôi đang đứng tại con đường 33 mét nối thẳng thông qua dự án từ cái đường 32 tới cổng làng Yên Vĩnh. Thì cái đường này thì nó sẽ phân làm đôi, bên phải chúng ta kia là dự án, còn bên trái là cái khu hành chính sau này của huyện Hoài Đức đó. Và đi tiếp con đường này thông qua dự án thì chúng ta sẽ tới được cái cổng làng văn hóa Yên Vĩnh đây. Đây là cổng làng văn hóa Yên Vĩnh. Và dự án này thì nếu mà đi như vậy thì tôi thấy đây là một dự án khá là mở, phần mà tiện ích của nó ấy, có thể dùng cho cả dân cư đang sống trong làng nữa. Nó sẽ ưu thế hơn một chút so với một số dự án hiện tại quanh khu vực này, ví dụ như là dự án Vượt Cam Vân Canh và dự án Lideco. Ok, về thông tin tham khảo đất xung quanh thì ở đây thì tôi vừa đi dạo một vòng thì có được là thông tin đất trong làng nó có dao động khoảng trên 50 triệu một mét. Đấy, thì xem là khu đô thị của chúng ta giá bao nhiêu. Ok, thì chúng ta vừa tham khảo qua cái mặt bằng giá đất của cái khu vực làng lân cận của dự án Kim Trung Di Trạch. Thì bây giờ trên tay tôi đang là bản đồ của tổng thể dự án, chúng ta sẽ cùng xem luôn. Đây là cái giá mà tôi tham khảo được mọi người nhé. Tham khảo trên các website. Thế thì đây, chúng ta có một cái phối cảnh tổng thể ở đây. Ở giữa chúng ta sẽ có cái công viên trung tâm hồ cảnh quan 6 hectare.
và xung quanh thì mọi người có thể quan sát thấy thì xen kẽ với những cái công viên thì chúng ta có những công trình công cộng, ví dụ công viên này, trường mầm non, nhà trẻ, đó, bãi đỗ xe. Thì cái khu vực mà đang hiện tại đang mở bán tại dự án này đây, đây là cái khu vực bôi màu vàng ở đây. Thì chúng ta đang nằm ở đây, chúng ta đang đỗ xe ở đây trên đường 33m. Ở đây thì có mấy cái phân khúc đường này, một là đường 33m là trục đường chính này, nó sẽ nối, nó sẽ nằm giữa cái dự án Kim Trung Di Trạch và cái khu mà quy hoạch trung tâm hành chính của quận Hoài Đức sau này. Ở thì chúng ta sẽ có một cái mức giá đâu đó khoảng tầm gần 70 triệu cái những cái lô mặt tiền này. Còn những lô mặt trong đường 17m hay 12m ở đây thì dao động khoảng hơn 40 triệu mét. Thì so với thời gian trước đây thì tôi đánh giá thì nó sẽ cao hơn khoảng 30-40% so với thời gian trước đây của dự án. Thực ra cái này thì cũng tùy quan điểm của mọi người thôi. Quan điểm của tôi thực ra là khi mà có những cái tiềm năng đầu tư, ví dụ như là cái đường 3.5 khi người hoàn thành, khi trung tâm hành chính quận Hoài Đức hoàn thành, khi mà có hạ tầng toàn bộ khu này đồng bộ, ví dụ như công viên chủ đầu tư cũng thực hiện cho cư dân của chúng ta, đúng không? Những cái đường này đã được gọn gàng, cây cối sắp đặt ngon lành, thì những cái giá đấy thì tôi nghĩ là cũng là một cái mức giá chúng ta có thể cân nhắc được. Còn nếu mà không hoàn thành được những cái đấy thì mức giá ở đây thì tôi thấy vẫn là hơi cao. Đấy là quan điểm của tôi. Còn nếu mà quan điểm đầu tư thì chúng ta thường là chúng ta sẽ phải đón đầu những cái trong tương lai. Còn để lên hết rồi thì đâu còn cái giá đấy nữa, đúng không ạ? Đây là những cái thông tin tham khảo mà tôi có được. Còn về mặt pháp lý thì hiện tại thì tôi cũng nắm được luôn. Tức là khoảng giữa tháng 12, đây là thông tin tôi tham khảo được, thì cái dự án này nó sẽ hoàn thiện về mặt pháp lý. Và khi đó thì anh chị em mình khi mua cái dự án này sẽ ký hợp đồng mua bán trực tiếp với chủ đầu tư. Còn trong thời điểm hiện tại thì mình sẽ ký dưới dạng là 50% mình sẽ xuống tiền trước dưới dạng hợp đồng góp vốn, còn 50% còn lại thì khi mà hoàn thiện về mặt pháp lý thì chúng ta sẽ chuyển đổi sang dạng là hợp đồng mua bán. Thì dưới dạng hợp đồng mua bán thì chúng ta sẽ yên tâm hơn, kể cả trong trường hợp mà chúng ta cần vay ngân hàng thì dưới dạng pháp lý đấy nó cũng sẽ đảm bảo cho chúng ta về cái việc mà gọi thêm vốn của ngân hàng, đòn bẩy tài chính, thì chúng ta có thể đầu tư một cách dễ dàng hơn. Đó, đấy là những thông tin tôi lượm lặt và tôi tham khảo được để cung cấp cho mọi người một cái cách nhìn nó chi tiết, và cũng như để mọi người có những cái thông tin đưa ra cái lựa chọn nó sáng suốt nhất. Nếu là bạn thì bạn thấy dự án này như thế nào, có muốn có đáng để đầu tư hay không thì hãy để lại comment ở phần bên dưới cho Hoshi biết. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video từ đầu đến giờ. Hãy like, đăng ký kênh để cập nhật những thông tin bất động sản mới nhất trên thị trường. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.